sau cái lần mà ăn hành sắp mặt lồn với con Titan. Thì cuối cùng tôi đã thông nát đít nó và kết thúc tựa game. Và các bạn vẫn đang thắc mắc là tại sao video vẫn được ra phần 2. Vâng, chế độ nhật thực. Khi tôi bật cái cuộn nợ này lên thì cũng là lúc tôi nhận ra mình sắp ăn lồn tới nơi rồi. Vì sức mạnh của bọn ấu dâm này còn được búp thậm chí còn bá ở mấy thằng đấu khất trong Free Fire này. Việc tiếp tục bị bảo hành trong cái game toàn là bóng này hẳn là sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng Titan đéo phải là đứa mà tôi muốn đề cập trong cái video này. Vì trước đó tôi phải vượt qua cái con lỗn hàm này. Tôi xin phép được vào thẳng vấn đề luôn là con này bá vãi cả cứt. Tất nhiên tôi sẽ không rảnh hán ngồi đây kể về những kỹ năng của nó. Sẽ có bạn nói rằng chứ hết thì làm sao mà thua được đúng chứ? Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng dù mà con trang bị 10 kéo giáp đi chăng nữa thì nó vẫn có thể cầm cái quái và bắn mất luôn cả người thần xoa đầu. Tôi không phải cao thủ, tay nhanh hơn nào, nhưng mà Haiti vẫn có những thằng có thể tát vỡ một nhóm mây thì đại lúc trận chiến phục thù đó trở thành huyền con mẹ nó thoại. Watch your game, bro. Watch your game. Suka. Lớp mơ đến lớp năm ta còn chưa sợ. À thế à? Oh, please no. I'm gay. Trận này cất nhà tí thôi, trận này đánh thật này. Nhà là nhà phải có nóc. Look at someone and wonder what the fuck inside their head. That's quite. Nó sẽ bắn laser bây giờ ấy. Easy. Dạ, game là dễ. Oh shit. Here we go again. Why are you running? Nani? I'm not full auto. It's not full auto. It's not full auto. This is. Boom, bam, bop. Okay. Công bằng nhờ. Ôi trời. Thì